Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Budget Transformer thẩm du cái map mới. Map này là map trạm không gian đã update vào chế độ Zumbai Kishin. Và hiện tại thì các bạn chơi chế độ Zumbai Kishin thì nó sẽ cho cái mảnh tinh túy Zumbai gì đấy. Các bạn có thể đổi được cái mảnh cái khẩu đua gắt linh. Cái khẩu đấy thì mình cũng đang tích lũy đây. Nếu mà anh em nào thấy mình vào AFK hôm nay thì cứ xác định là mình vào đây thẩm du tinh thần. Đấy, mình vứt ạc vào đây thôi, đeo AFK rồi kiếm cái mảnh đấy. Rồi. Ở cái map này thì chỉ có thẩm du thôi. Chứ còn đi săn thì hạn chế thôi, tại vì nó không được rộng để chúng ta có thể chạy đi săn. Map này thì bay nhảy tung cả trời. Úi giời, bay như chim vậy. Nhưng phải gọi là chim phách, kiểu như chim đà điểu ấy. Đấy, chứ không phải là như chim én được. Chim én thì bay hay lắm, mệnh đây toàn chim phách thôi. Hàng phách thì không thể tỏ ra nguy hiểm được. Úi giời, hổ báo lên đây làm cái gì? Hiền kêu thôi, tụi mình đứng đây sẵn lòng tha thu đạn vào người các bạn. Đấy, nếu các bạn thành tâm muốn biết thì chúng mình sẵn sàng trả lời. Nếu các bạn muốn tha thu đạn thì hãy đến với cái shop của mình. Shop mình thì chuyên ở chỗ cao thôi, thuê hẳn lầu 3 để đi tha thu đạn cho người khác. Thật là vi diệu. Rồi, thơm thế này. Đùa, bị lag à? Không sao, sáng nay chơi hơi bị lag. Nãy thì mình phải đổi cái chỉnh cái mạng lại. Đây có một cái clip rồi. Mày đang săn thì nó đích mạng. VL. Ê chứ em nhầm, đang đoạn hay chứ. Pha đấy cũng multi. Phải nói chơi thế thôi chứ chả có multi đâu. Đi mậy, nó phép thôi à. Nhưng có hẳn là multi thật, nhưng pha đấy hero bị cào. Đèn lắm. Tại mình nhây quá mà. Đâu rồi? Đúng rồi. Ra đây. Ra đây nào. Úi xù, lấp ló này. Vào đầu cứ tầm 3.000 thôi. Hello mọi người. Hello mọi người, tụi mình ở đây. Rồi ngước nhìn kìa. Cái hũ mắm tôm đâu rồi? Mệnh, tụi mình cần mắm tôm. Để có thể thanh lọc cơ thể cho nhau. Và lúc đấy thì tụi mình cũng có thể là bút đạn lại được. Đấy, khi mà các bạn thanh lọc cơ thể xong thì như là nó hồi đạn lại. Rất là phê, kiểu như là lột xác ấy. Này thì bay này. Cẩn thận đây, quan sát đằng sau. Này thì bay này. Ô, ok đi bay. Thật là VL. Đang phê kill. Từ sau ào đến. Giật lag trong vài giây. Và mình đã biến thành dùng bài. Thật là VL. Ok, mình phải qua trận khác thôi. Hôm nay đèn quá, tự dưng lên đúng lúc hai thằng rồi. Một chùm zombie kia. Đi mệnh ghê vậy. Có cái thằng kia đi chậm chậm. Nó thấy y một lũ zombie. Đi chậm chậm, nó từ từ ngước nhìn. Ô, cái gì mà một lũ sau lưng mình thế này. Thật là hư cấu. Rồi lên đây đi. Rồi sao lại còn hai người thế này. Mới vô một tí thôi. Đi mệnh còn đúng hai người. Trong khi mới chưa hết một phút. Rồi gì đấy. Cái quả bom. Hay lắm DM. Mất bà nó có bom của mình rồi. Úi rồi vẫn kịp. Làm gì đây? Bố mày lại sợ mày quá cơ. Có hero nữa rồi. Bây giờ mắm tôm cứ ném vào người đi. Mình cần tớt. Này thì nguy hiểm này. Bố mày lại sợ mày quá. Rồi mất giáp rồi. Nhưng không sao. Chúng ta còn cái nút hero. Đi mệnh, đứng đây mà mút thôi. Đứng đây mà mút thôi. Phải quan sát đi em ạ. Phải bắn một phát, nhìn một phát, chứ không lại nó móc sau lưng thì sâm mà. À thế không ai cover cho mình. Những cái lúc mà không ai cover cho mình thì mới gọi là ngon anh em ạ. Thằng nào mà cover ấy, dễ sâm mà lắm. Bọn ấy toàn mấy cái thằng đéo cover đéo có tâm. Thì bệnh, đứng mà nhìn zombie. Mà thế mà nó vẫn lên được. Thế mới ảo lòi chứ. Này thì bay này. Bắn cho rụng lòng hết luôn. Ủa, gì đấy. Hết cầu. Cứ tưởng là lên được cơ. Này thì lên. Căng quá. Đi mệnh. Người thì lùn. Vừa lùn vừa mập. Mà cứ cố à. Lại đây. Úi rồi. Y tá. Rồi. Yếu rồi. Khoái lắm. Kèo này không ăn được. Cứ thích nào lên. Úi rồi. Nhìn thôi. Bắn có hồi máu nữa. Phê thật. Bây giờ phun máu rồi. Úi rồi. Gì đấy. Cái gì đấy. Tụi mày tính chim chuột với nhau à? Thật là VL. Đứa thì cao, đứa thì lùn. Thế mèo là vẫn chim chuột với nhau được. Hay lắm.
Rồi, clear team rồi. Ô, trận này mình clear team nhở? Vãi thật, map này mình chả bao giờ clear team. Tại vì thằng tơ nó ghê lắm. Map này thằng tơ nó chất hơn. Mình chơi thì mình không chất bản. Rồi chúng ta lại tiếp tục lên thẩm du tầng 3 thôi. Lên chiếm tầng 3. Tầng 3 là của bố mày. Trái đất này là của bố mày. Đến đây. Ơ, bọn kia đi đâu ấy nhỉ? Bình tĩnh thôi. Lên đây đứng với mình nè. Ui. Đi đâu? Ô. What the hell? Đâu rồi? Cái thằng kia lách nhanh thật. Đây, úi dồi. Diễn sâu, tự nhiên diễn sâu. Rồi, khi thấy được thì là lúc mà bạn đã gia nhập team thương mại. Này, mình thấy có thằng lên rồi. Thấy đừng để nó lên đây. Tại vì lên đây, khi mà nó lên đây được rồi thì mình khó qua lắm. Úi dồi, ngắm cái gì đấy? Ngắm cái gì đấy? Tự nhiên vẫn chưa kịp phát hiện mình đứng ở chỗ nào. Đây, thằng này vẫn nhây này. Vẫn nhây. Thấy nhây cho lắm vào. Sập mạt. Ai? Gì đây? Ở chạy à? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đường nào? Đường nào? Đường nào nó thoát bây giờ? Úi dồi, đồng vãi cả nồi. Rồi, sống sao đây? Sống sao đây bạn hero? Ok, chúng ta lại tiếp tục thôi. Chiếm lĩnh tầng 3. Mình chơi map này thì mình hay đứng trên này mình thẩm du thôi. Chứ còn những cái chỗ khác thì hên xui lắm. Đứng đây thì mình có thể tự cover được. Nhưng mà nếu mà thấy đồng đội nó lên thì mình cũng dựa vào đồng đội để người ta cover cho mình. Nhưng cả pha đấy hên xui lắm. Thì mệnh nó giúp bay nó trước mặt mà nó không cảm được mà. Rồi chơi không biết. Chắc là nó muốn làm giúp bay ấy. Mệnh đứng vào trước mặt giúp bay cầm khẩu súng cháy mà thì méo để giúp bay nó bay qua. Hay vờ lờ. Mình thì cầm lục thôi. Rồi thế mà giúp bay nó không bay qua được. Này thì Úi rồi. Hư cấu vờ lờ. Đùa. Tuy nhiên thì chơi kiểu gì vậy? Chơi kiểu gì? Ôi, ấn nhầm nút. Mệnh không pha đấy, thằng kia nó chết rồi. Rồi từ dưng ấn nhầm nút bắn. Ai nồi thật, mình lách cỡ đấy không chết ạ. Mà lách ngáo nhỉ, chứ không phải là lách hay. Rồi cover sao đi bạn ơi. Úi rồi. Sợ nhất là mấy cái thằng mà nó chỉ tham rồi. Không cover đằng sau là dễ sấp mặt. Úi dồi, hết sọt 3.000 này. Đùa thật đấy chứ. Bình tĩnh. Thôi, anh Diệt đâu ra mà đông cái này. Đâu vậy? Ui, ảo lòi. Ảo lòi thật đấy chứ. Chắc máy bị lag chán. Vậy chắc lại lag nữa rồi. May quá. May mà lag của pha đấy nó nhắm vào thằng kia. Không pha đấy nhắm vào mình thì đúng là sấp mặt. Mình biết ngay mà. Thủy Diệt nhiều thế cầm hero không ăn thua. Trừ phi mà nó không lên được thôi. Chứ nó mà lên được một cái là coi như là tàn nát cái tầng 3 rồi. Nó oánh nhau tàn nát. Xoạc nhau ấy. Thanh bảy. Rồi hay lắm. Lên đây dễ thẩm du mà khó lên lắm. Thì cái chỗ này là dễ nhất. Còn những cái chỗ khác thì đứng một mình không được. Cần phải có đồng đội cover. Mà những cái chỗ đấy thì hên xui. Mình thì mình thích đứng chỗ này thôi. Nhưng đứng những trận đầu thơm ngon đấy. Những trận sau là anh em hay lên đứng đây một chùm. Thế là không có kill mà ăn. Tại vì lên đây đứng nhiều quá thì không có giúp bài. Đấy, mấy thằng này kia không biết chơi thì cứ đứng linh tinh thôi. Đấy, đứng linh tinh hoặc đứng thành chùm để cover nhau, để thẩm du. Còn mình thì đứng một mình ở đây. Bố thằng nào lên được? Ai hí? Thế luôn đấy, anh em nào muốn vào đây thẩm du thì cứ đứng đây thôi. Cầm 3Z mà tia thôi. Phê lắm. Trời ơi. Này thì lách này. Đâu rồi? Hàng đâu? Ơ, nó không thèm tụi mình à? Đi mày chê này. Chê hàng này. Chắc nó biết ở đây không ăn được rồi. Úi dồi. Cái nip không trúng cái này. Đấy là ít zumba này khó chơi vãi cả nồi. Đấy sau kia. Úi dồi, thôi xong rồi. Tụi mình cover không kịp. Rồi đừng trách tụi mình nhá. Úi dồi, biến thành mực fake nhá. Đi mậy. Thật là VL. Cover sau đi.
Cầm ngắt link đi cover sau đi. Để mình cầm 3Z mình sấy bọn này. Ê chết nhầm, mình tia bọn này chứ. Sấy thì hơi sai. Đừng cover nha, đừng cover nha. Để bọn nó chết đi. Để bọn nó chết bớt đi, cái đi mới. Chết bớt thì chúng ta lại có đồ để ăn. Ôi, bay này. Á đủ. Bình tĩnh, có người cover đây. Anh em cứ yên tâm. Không chết được đâu. Ảo rồi. Kinh vãi cả hàng. Được rồi. Lên đây này. Khó lắm. Đi mệnh 3Z với lại Gatling Gun đứng đây cover nhau thì bố thằng nào lên được. Thì từ phi mà có thằng rớt xuống ấy. Được rồi. Cái gì đấy? Tơ nó nhây thật đấy nhỉ.